Cổ phần Truyền thông Y học Cổ truyền Việt Nam xin kính gửi tới toàn thể quý khách hàng chương trình mua sắm đặc biệt với cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều chương trình hấp dẫn. Chương trình siêu khuyến mại chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay: nước giặt xả, nước rửa chén, nước lau sàn, nước rửa bếp, nước tẩy bồn cầu, dầu gội đầu, sữa tắm Anandi được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nguồn nguyên liệu ứng dụng giá trị của thảo dược trong y học cổ truyền, nên sản phẩm Anandi tuyệt đối an toàn cho người sử dụng và đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu. Đặc biệt, công thức nước giặt xả tăng cường độ sạch gấp 2 lần, giúp việc giặt rũ tiết kiệm hơn. Nước giặt Anandi còn được tăng cường lượng xả và chất làm mềm vải. Hạt lưu hương giúp quần áo gia đình bạn luôn mềm mại và lưu hương thơm ngát suốt ngày dài. Nước rửa chén sử dụng tinh dầu quế, nên khi rửa không nhớp tay, không hại da tay, không để lại mùi trên bát đũa, an toàn cho sức khỏe. Nước lau sàn xả chanh giúp xua đuổi côn trùng, lau sàn quế chuyên khử mùi hôi tanh. Nước rửa bếp, nước tẩy bồn cầu chuyên trị mảng bám, không sộc mùi, không khói, an toàn khi sử dụng. Dầu gội kích thích mọc tóc, chống lão hóa rất tốt cho người bạc tóc và rụng tóc. Chương trình khuyến mại đặc biệt: mua 1 tặng 1, ưu đãi 25-30%, 30% và tặng các sản phẩm miễn phí chỉ có trong ngày hôm nay. Hãy nhanh chân đến với chúng tôi để sở hữu cho gia đình bạn những sản phẩm an toàn và tiết kiệm nhất. Duy nhất hôm nay, sale cực sốc, số lượng có hạn. Anandi xin trân trọng kính mời. Công ty Cổ phần Truyền thông Y học Cổ truyền Việt Nam xin kính gửi tới toàn thể quý khách hàng chương trình mua sắm đặc biệt với cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều chương trình hấp dẫn. Chương trình siêu khuyến mại chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay: nước giặt xả, nước rửa chén, nước lau sàn, nước rửa bếp, nước tẩy bồn cầu, dầu gội đầu, sữa tắm Anandi được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nguồn nguyên liệu ứng dụng giá trị của thảo dược trong y học cổ truyền, nên sản phẩm Anandi tuyệt đối an toàn cho người sử dụng và đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu. Đặc biệt, công thức nước giặt xả tăng cường độ sạch gấp 2 lần, giúp việc giặt rũ tiết kiệm hơn. Nước giặt Anandi còn được tăng cường lượng xả và chất làm mềm vải. Hạt lưu hương giúp quần áo gia đình bạn luôn mềm mại và lưu hương thơm ngát suốt ngày dài. Nước rửa chén sử dụng tinh dầu quế, nên khi rửa không nhớp tay, không hại da tay, không để lại mùi trên bát đũa, an toàn cho sức khỏe. Nước lau sàn xả chanh giúp xua đuổi côn trùng, lau sàn quế chuyên khử mùi hôi tanh. Nước rửa bếp, nước tẩy bồn cầu chuyên trị mảng bám, không sộc mùi, không khói, an toàn khi sử dụng. Dầu gội kích thích mọc tóc, chống lão hóa rất tốt cho người bạc tóc và rụng tóc. Chương trình khuyến mại đặc biệt: mua 1 tặng 1, ưu đãi 25-30%, 30% và tặng các sản phẩm miễn phí chỉ có trong ngày hôm nay. Hãy nhanh chân đến với chúng tôi để sở hữu cho gia đình bạn những sản phẩm an toàn và tiết kiệm nhất. Duy nhất hôm nay, sale cực sốc, số lượng có hạn. Anandi xin trân trọng kính mời.